hôm nay cái phim này sẽ là một phim đặc biệt về anh Chris lãnh kẹo rô, cho nên mọi người hãy theo dõi nha. Có nhiều bạn đã yêu cầu anh Chris cạo râu á, thì bây giờ đây là một dịp để mà anh cạo cho mọi người xem là sau khi cạo thì nhìn sẽ ra làm sao ha. Mời mọi người theo dõi. Bây giờ anh đang chuẩn bị How do I get this one first? Right. Mọi người ơi, sẵn sàng vào cuộc thôi. Here we go. Đây, anh cho mọi người xem là trước khi cạo là trông nó ra sao. Right guys, here we go. Rồi, anh chuẩn bị cạo đây. Everyone's been waiting for. Anh nói là mọi người đã chờ anh cạo râu thì bây giờ anh đang cạo đây. Em Út đang ngồi ở đó hay mọi người ha. It's been a long time since I saw you without a beard as well. Yeah. Since we were in Vietnam last time. Really? Yeah. Yeah, it would be. Man, that comes off quite quick. Trời ơi, mọi người thấy không? Anh che thì hết chân rồi. Giờ phải chen vô. Lâu rồi thì không có thấy anh Chris mà không có râu quá cả nhà. Này, show everyone this. Đây mọi người ha, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái bộ tóc quyền thoại ở gần cái miệng của anh. Xong rồi Hiền sẽ cho Ewood xem phản ứng của Ewood sẽ như thế nào ha mọi người ha. Mọi người nhớ đón xem nha. Cái này cái gì vậy con? Cái này là cái gì? Ewood nhìn giống như là thử cái gì mà thấy ghê quá vậy mẹ. Ghê quá à. Maybe I could just leave it like this. Huh? Huh? Get rid of her, huh? Yeah, to get rid of it, right? Huh? Yeah. Anh ơi, bây giờ anh dừng ở đây được không mọi người? Sao nhiêu mới được rồi ha? Đó. Vẫn còn dính lại một tí. I'm gonna have to get a bit closer in. Yeah? So I can see what I'm doing. Like this? What? Yep. Do you think so? Đây là những cái bước cuối cùng của cái bộ That's râu huyền thoại. Definitely how I should leave it like that. Anh nói anh để vậy nghe mọi người, turn around. Mọi người thấy anh để gì đẹp trai không? Thôi để vậy nha. Cười bể bụng với cha đòi đi. Những cái bước cuối cùng cuốn cùi. Đây, mọi người có thể thấy phản chiếu.
That was not going to know who daddy is. No. We will do a reaction. It was reaction. Yeah. You wanna leave that mustard, are you? Yeah, if I can get away with it. Đó, mọi người thấy không? Sắp sửa xong rồi. Em Wood đang ngồi đó đọc sách. Đọc sách vui không con? Em Wood ơi, một hồi là con nhìn con sẽ không biết ba là ai luôn á. Một hồi mẹ sẽ quay xem cái thái độ của con khi gặp ba như thế nào nha. Con có chịu không? No, don't look at him yet, but do not, no. Một hồi mình xem coi ba nhìn ra làm sao nha. Nha. Tomorrow, yeah. Once this thing's charged up again, yeah. You can do a haircut for me. Yep. Yeah. Yeah. Send it. Yep. Anh nói ngày mai sau khi cạo cái sau khi mà sạc pin cái đồ cạo râu này thì anh sẽ cắt luôn tóc xem thành quả cuối cùng là như thế nào mọi người ha. Bây giờ mọi người có thể thấy cái thành quả mà râu đã đi rồi nè. Các bạn hãy bình luận để cho Hiền biết coi sau khi anh cạo râu thì thấy ra sao. Nhìn anh thấy ra sao. Nhiều bước quá ha mọi người ha. Một cái máy cạo râu mà gắn nhiều cái lưỡi khác nhau vô. Cái gì đó, con đang chờ để coi Daddy ra làm sao phải không? Thôi mèo quýt rồi. Daddy. Không coi ém cơ. Ờ đó, rớt hết đồ chơi rồi. À, coi em quậy cơ. Làm gì đó con? I think I'm gonna have to finish it off with a blade. Yeah. See, that thing is running out of battery. Oh, well, it just won't get every little bit. Mm-hmm. Có thể là anh sẽ phải cạo nốt cái phần còn lại với lưỡi làm. Vì cái máy đó nó không có thực sự cạo được hết. So we'll do that and we'll come back, I suppose. Yeah. What do you reckon? Uh-huh. Mọi người thấy sao? Edward's reaction? Yeah. Alright, go and have a look at him. Bây giờ sau khi mà cái phần Daddy đã cạo râu xong, giờ Hiền sẽ ẵm Edward lại để xem coi là Edward sẽ có nhận ra ba không và cái phản ứng của Edward sẽ là như thế nào cho mọi người. Mọi người hãy chờ xem. Alright. Is he looking at the camera? No, he's not.
Oh, you're gonna have to turn him around. Em quốc là chưa có thấy ma này nha. Bây giờ. Hey, Baba. What's different? You can see that he looked quite confused just now. He's like, is it you? That look, he's still looking at daddy. Mọi người nhìn thấy không? Edward vẫn đang nhìn ba giống như là tại ba không vậy ta có kìa có mắt. All right, we'll go and shave the rest of it and we'll come back. All right. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái phim này và hẹn gặp lại mọi người vào phim sau nha. Hy vọng là những ai mà thích kênh của gia đình Hiền thì nhớ nhấn đăng ký để nhận được những video mới. Honey cheese.